bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên One Way Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Cảm ơn Chúa về sự tự do mà Chúa ban cho. Thật không có gì tuyệt vời hơn một cuộc sống tự do, nơi chúng ta có quyền thực hiện những điều mà chúng ta mong muốn mà không bị ràng buộc. Tuy nhiên, có một loại tự do còn vượt xa sự tự do của đời này. Đó là sự tự do thuộc linh. Đó là sự giải thoát khỏi xiềng xích của kẻ thù, một sự tự do trọn vẹn được ban tặng nhờ ân điển và quyền năng cao vời của Cha Thiên Thượng. Hôm nay, ngày 2 tháng 9 năm 2024, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Aaron Little qua chủ đề Được tự do bởi quyền năng Chúa. Con người luôn bị tội lỗi vây quanh từ mọi phía. Nói một cách đơn giản, tội lỗi là sự bất tuân với Chúa. Đôi khi tội lỗi hiển hiện rõ ràng, nhưng nhiều lúc nó lại là những sai lầm kín giấu mà chúng ta khéo léo che đậy sau lớp vỏ bọc của cuộc sống thường nhật. Qua thời gian, nếu không nhận ra, ăn năn và từ bỏ tội lỗi, chúng ta sẽ dần dần bị nó trói buộc. Cuộc sống trở nên nặng nề dưới gánh nặng của tội lỗi và sự thao túng của Satan. Chúng ta ngã lòng, chán nản, dần rơi vào cay đắng và cuối cùng là chìm trong tuyệt vọng khi tội lỗi hoàn toàn chế ngự. Tâm hồn chúng ta khao khát được giải thoát khỏi sự ràng buộc tâm linh ấy. Công vụ các sứ đồ chương 12 mang đến một câu chuyện vô cùng sống động, minh họa rõ ràng quyền năng vô biên của Chúa giải cứu chúng ta khỏi nanh vuốt kẻ ác. Vua Herod khét tiếng với sự tàn bạo đã bắt giữ những người lãnh đạo quan trọng của hội thánh đầu tiên nhằm mục đích đàn áp con dân Chúa. Herod đã giết hại sứ đồ Gia Cơ, và khi nhận thấy hành động đó khiến người Do Thái hài lòng, ông tiếp tục bắt giữ Phi-e-rơ với ý định tương tự. Phi-e-rơ bị giam cầm dưới sự canh gác nghiêm ngặt của 4 đội binh lính. Tình cảnh của Phi-e-rơ tưởng chừng như vô vọng, nhưng hội thánh vẫn không ngừng dâng lời cầu nguyện cho ông. Nhưng ngay trong đêm trước khi Herod đưa Phi-e-rơ ra xử, Phi-e-rơ đang ngủ giữa 2 tên lính, bị xích bằng 2 xiềng và có lính canh giữ trước cửa ngục. Thình lình, một thiên sứ của Chúa xuất hiện và ánh sáng chiếu trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ, đánh thức ông và nói: "Hãy mau trỗi dậy." Xiềng liền rớt ra khỏi tay ông. Thiên sứ bảo: "Hãy nịt lưng và mang dép vào." Phi-e-rơ làm theo. Thiên sứ lại tiếp: "Hãy mặc áo ngoài và theo ta." Phi-e-rơ bước ra theo mà không biết rằng điều thiên sứ làm đó là thật, cứ tưởng là mình thấy khải tượng. Khi qua khỏi vòng canh thứ nhất rồi vòng canh thứ hai, họ đến cổng sắt dẫn vào thành phố. Cổng đó tự động mở ra trước mặt 2 người và họ vượt qua. Ra ngoài đường phố, thiên sứ lập tức lìa Phi-e-rơ. Phi-e-rơ tỉnh lại và nói: "Bây giờ tôi biết chắc rằng Chúa đã sai thiên sứ Ngài giải cứu tôi thoát khỏi tay Herod và khỏi mọi điều dân Do Thái đang mong đợi." Công vụ các sứ đồ chương 12, câu 6 đến câu 11. Trong khi tưởng chừng như không còn lối thoát, Đức Chúa Trời toàn năng đã giải cứu Phi-e-rơ khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan một cách diệu kỳ. Đây chính là minh chứng cho quyền năng mà Ngài ban cho chúng ta, giúp chúng ta thoát khỏi sự kìm kẹp của tội lỗi trong đời sống và được tự do hoàn toàn. Phi-e-rơ bị giam cầm và không thể tự mình giải thoát khỏi tình thế nguy hiểm khi kẻ thù âm mưu tiêu diệt ông. Trong khi đó, hội thánh vẫn kiên trì cầu nguyện, đặt trọn niềm tin vào Chúa, cầu xin sự giải cứu. Cuối cùng, Chúa đã đáp lại những lời cầu nguyện ấy. Ngài đã đến và giải phóng Phi-e-rơ khỏi xiềng xích của kẻ thù. Câu chuyện này là minh chứng cho sự giải cứu mà Chúa ban cho mỗi chúng ta, nhấn mạnh rằng Ngài có thể giải phóng chúng ta khỏi những xiềng xích thuộc linh trong cuộc đời này. Nhưng đầu tiên, chúng ta cần thừa nhận thực trạng vô vọng của bản thân và nhận thức rằng chúng ta hoàn toàn bất lực và không thể tự cứu lấy mình. Đừng quên rằng mục tiêu của kẻ thù là hủy diệt chúng ta, và sự giải thoát chỉ có thể đến khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa. Tiếp theo, hãy sống gắn kết với cộng đồng tiên kính, những người sẽ cầu nguyện và khích lệ chúng ta trong hành trình đầy gian nan. Hãy sống trong đức tin, nhận lãnh sự tự do tâm linh để được giải phóng khỏi những thế lực tội lỗi đang tìm cách hủy hoại chúng ta, và chờ đợi sự tự do vĩnh cửu Chúa đã hứa ban. Chúng ta được giải thoát nhờ quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời. Hãy cảm tạ và vui mừng vì sự tự do mà Chúa đã ban cho bạn hôm nay. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm tạ ơn Chúa vì ơn cứu rỗi và sự tự do tuyệt vời mà Ngài đã ban cho con. Cảm ơn Ngài vì ân điển vô biên hằng luôn dư dật để giải thoát con khỏi mọi xiềng xích của kẻ thù. Xin Chúa dạy con biết đặt niềm tin nơi Ngài dù trong những lúc tuyệt vọng nhất, biết rằng quyền năng cả thể của Ngài luôn đắc thắng. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, dù bạn đang bị giam cầm bởi tội lỗi hay cảm thấy tuyệt vọng đến mức nào, quyền năng và ân điển của Chúa vẫn luôn dư dật để cứu bạn khỏi mọi tình huống ngặt nghèo nhất. Hãy nhớ rằng không có gì là quá lớn hay quá khó đến mức Ngài không thể chiến thắng vì bạn. Hãy cứ đặt niềm tin vào tình yêu thương vô bờ bến của Ngài và mở lòng đón nhận ơn cứu rỗi mà Ngài đã dành sẵn cho bạn. Đức Chúa Trời là đấng giải cứu và Ngài sẽ dẫn dắt bạn đến chốn bình an và tự do thật sự. Ra khỏi xiềng xích đau thương đêm mơ màng, Giê-xu tôi đến, Giê-xu tôi đến, vô miền thông thả tươi vui thêm huy hoàng. Giê-xu tôi đến theo Ngài, tôi bên tất đến nơi Ngài là nguồn sống. Tôi nghèo nhưng Chúa giàu có ban rời rộng, muôn tội tình đến xin nương ơn khoan hồng. Giê-xu tôi đến theo Ngài, ra khỏi phù thế hư hoa ô trước này. Giê-xu tôi đến, Giê-xu tôi đến, vô biên thập giá vinh hoa hân hạnh đầy. Giê-xu tôi đến theo Ngài, nơi chân đau đớn trong Ngài đầy từ ái. Xa đời dòng tố về Chúa an tĩnh hoài, đâu còn buồn bã thi thiên ca một bài. Giê-xu tôi đến theo Ngài. Ra khỏi ngạo khí bâng khuâng trong cuộc đời. Giê-xu tôi đến, Giê-xu tôi đến, vô tận trong ý Cha cao minh trên trời. Giê-xu tôi đến theo Ngài, ra khỏi tư ý vô lòng đầy từ ái. Tuyệt vọng này biến thành có hy vọng hoài, như bồ câu thái vút bay lên thiên đài. Giê-xu tôi đến theo Ngài, ra khỏi mồ mã khiếp kinh ghê rợn này. Giê-xu tôi đến, Giê-xu tôi đến, vô nhà vui vẻ sáng choang nơi thiên đài. Giê-xu tôi đến theo Ngài, ra khỏi nơi đây hư hoại miền trần thế, vô chuông chiến Chúa được thánh thời muôn bề. Trong mặt Ngài dỡ vinh quang giáng loa. Giê-xu tôi đến theo Ngài, ra khỏi nơi đây hư hoại miền trần thế, vô chuông chiến Chúa được thánh thời muôn bề. Trong mặt Ngài dỡ vinh quang giáng loa. Giê-xu tôi đến theo Ngài, Giê-xu tôi đến theo Ngài.